Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe Definity, một mẫu xe xuất xứ của Pháp, được trang bị cấu hình Ultega, khung carbon. Và bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là carbon. Các bác thấy những cái vân carbon này. Đấy, màu sơn nguyên bản, sơn rất là đẹp. Xe còn rất là mới. Hầu như là không có một vết xước nào đáng kể. Cọc yên cũng là cọc yên carbon. Tay lắc Ultega, phanh 3 mảnh Mayer Mavic, vành Mavic. Mavic là một hãng nổi tiếng của Pháp. Đùi đĩa Ultegra, gạt đĩa Attila, đè chuyển số Ultegra. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì là chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chuyển động các thứ của chiếc xe rất là mượt mà, bên xuống rất là nhẹ. Cái rổ ghé rất là hay. Một chiếc xe đang có giá bán bên em là 20.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.